Trong tuần qua, thời tiết giá lạnh bao trùm nước Mỹ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 58 người. Tuyết phủ trắng 3/4 diện tích đất liền ở nước Cờ Hòa. Nhiều tuyến giao thông bị tê liệt khiến hoạt động phân phối vaccine chống COVID-19 cũng bị gián đoạn. Những trận bão tuyết với cường độ lớn chưa từng thấy đã càn quét nhiều bang ở Mỹ suốt nhiều tuần qua. Giá lạnh bất thường khiến cuộc sống của con người đảo lộn, thậm chí ở những nơi phải nếm trải băng giá chưa từng có tiền lệ như Texas. Cuộc sống của nhiều người rơi vào ác mộng với thảm họa mất điện triền miên và kéo theo sau đó là khủng hoảng thiếu nước sinh hoạt. Có ít nhất hàng triệu người sống trong cảnh giá rét kể từ ngày 14 tháng 2. Có thời điểm, 4,5 triệu trong tổng số 29 triệu dân sinh sống ở Texas phải sống trong bóng tối. Texas là bang vốn có khí hậu khá ôn hòa, nắng nóng vào mùa hè nhưng không quá lạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, bão tuyết diện rộng tuần qua đã khiến nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục trong hàng chục năm qua. Nhiệt độ tại Dallas hôm 16 tháng 2 có lúc xuống tới gần âm 19 độ C, mức thấp nhất từ năm 1949 tới nay. Tại Austin, nhiệt độ hôm 15 tháng 2 là âm 13 độ C, thấp kỷ lục kể từ năm 1909. Tại Houston, nhiệt độ ghi nhận được ở sân bay Curry Bridge hôm 15 tháng 2 là âm 8 độ C, mức thấp nhất trong 32 năm qua. Cuộc khủng hoảng thời tiết đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các hệ thống điện trên khắp nước Mỹ khi biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt vượt ngoài quy chuẩn lịch sử ngày càng trở nên phổ biến. Thống đốc Texas Greg Abbott hôm 18 tháng 2 cho biết, ông đã yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang thúc đẩy việc thông qua đạo luật bắt buộc tất cả các nhà máy điện ở Texas phải mùa đông hóa các cơ sở của mình, giống như ở các bang có khí hậu lạnh hơn. Ông Abbott hy vọng với biện pháp này, tình cảnh mất điện trên diện rộng sẽ không còn tái diễn ở Texas trong các đợt bão tuyết trong tương lai. Dù vậy, theo hãng thông tấn Reuters, khoảng 325.000 hộ gia đình tại Texas cho đến hôm 18 tháng 2 vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện và hơn 13 triệu hộ dân phản ánh rằng dịch vụ cấp nước của họ vẫn bị gián đoạn ở thời điểm hiện tại. Các nhà khai thác năng lượng và giới lãnh đạo cấp tiểu bang, trong đó có cả thống đốc Greg Abbott, đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích do để tình trạng khan hiếm điện nước giữa thời điểm lạnh giá kéo dài suốt hơn 4 ngày. Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã tự ý đi nghỉ mát tại Cancun, Mexico cùng gia đình vào giữa thời điểm bão tuyết. Ông Ted Cruz tuyên bố đã cắt ngắn chuyến nghỉ mát của mình và khẳng định sẽ sớm trở lại Texas để tìm hiểu kỹ càng về những gì đã xảy ra. Reuters cũng cho biết, việc khan hiếm điện cũng đã cắt giảm đáng kể nguồn cung cấp nước cho hàng triệu người dân Texas, khiến khả năng điều trị của các bệnh viện ngày càng trở nên căng thẳng trong bối cảnh dịch bệnh COVID vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương hiện đang bị cô lập do đường đi lại giữa các vùng ở tiểu bang vẫn đang bị đóng băng, không thể di chuyển xe cộ. Khi bão tuyết ập tới, người Việt ở Texas phải trải qua gần 60 tiếng sống trong cảnh tối tăm, lạnh thấu xương, trong khi mất nước, trần nhà tắm đổ sụp vì đường ống vỡ. Anh Lê Minh, một người dân sinh sống tại thành phố Houston, bang Texas, chia sẻ gia đình anh đã trải qua 56 tiếng trong cảnh tối tăm khi khu nhà anh mất điện từ 2 giờ sáng ngày 15 tháng 2 tới 10 giờ sáng ngày 17 tháng 2. Nhiệt độ trong nhà có lúc giảm xuống 7 đến 8 độ C. Nhiều nhà đồng nghiệp của tôi, nhiệt độ thậm chí tụt xuống 3 đến 4 độ. Nhà tôi dùng bếp điện nên không thể nấu ăn, nhưng may nhà còn có đồ ăn sẵn từ Tết như bánh chưng, giò. Con thì ăn tạm bánh mì, đồ trẻ em đóng gói và uống sữa, anh Minh kể. Để có thể chịu được cái lạnh sâu bất thường, cả gia đình mình phải mặc đồ ấm và dày để đi ngủ. Mình thêm vất vả vì có con nhỏ gần 2 tuổi, nhưng anh vẫn thật may mắn vì không bị mất nước. Trả lời báo chí ngày 19 tháng 2 giờ địa phương, chị TBN, một người gốc Việt ở Austin, thủ phủ bang Texas, cho biết nhiệt độ nơi chị xuống ở mức âm 14 độ C mà điện cúp không có lò sưởi. Để giữ ấm, bản thân chị và người thân phải mặc nhiều lớp áo và đắp 4 cái mền. Sau 3 ngày điện chập chờn, hiện nguồn điện ở khu nhà chị đã ổn định. Tuy nhiên, nước ở khu nhà chị đến nay vẫn chưa có. Do tính lo xa, chị Nơ vẫn thường dự trữ một ít nước đóng chai, phòng sự cố nên lượng nước này vẫn còn đủ để nấu ăn và uống trong những ngày qua. Để có thêm nước sinh hoạt, chị Nơ ra ngoài sân đập ít băng tuyết về nấu rã đông. Chị Nơ kể thêm, ngày mai chị sẽ đi lấy nước ở các điểm phát nước của thành phố. Một người Việt khác ở bang Texas cho hay, nhà chị mất điện trong 4 ngày và mất nước 3 ngày. Chị kể trong thời điểm khó khăn này, nhiều người Việt ở Texas sẵn sàng nấu thức ăn cung cấp miễn phí cho những gia đình bị mất điện nước không thể nấu ăn, hoặc dọn dẹp phòng ốc để những người ở khu mất điện nước đến tả túc qua cơn giá lạnh. Ngoài ra, còn có những nhóm người Việt cung cấp số điện thoại của họ, sẵn sàng đến giúp sửa lại đường ống nước bị vỡ hoặc dọn dẹp nhà cửa cho những gia đình gốc Việt bị sập mái. Trên nhiều hội nhóm người Việt trên Facebook như Người Việt Houston, nhiều thành viên liên tục chia sẻ, cập nhật thông tin liên quan về đợt lạnh giá cho cộng đồng. Trong khi một số khác nấu và cung cấp bữa ăn miễn phí hay chở người cao tuổi miễn phí khi họ có nhu cầu ra ngoài. Ủy ban chất lượng môi trường Texas cho biết đến sáng ngày 19 tháng 2, tất cả nhà máy điện đã hoạt động trở lại. Sau 195.000 ngôi nhà vẫn không có điện và cư dân của 160 trong số 254 hạt của Texas vẫn chịu cảnh mất nước. Gần 20 người chết do ảnh hưởng của giá lạnh, song giới chức nghi ngờ nhiều người đã chết và thi thể chưa được phát hiện. Hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận ở người trong đợt lạnh kinh hoàng vào cuối tháng 1 năm 2019,
Khi bác sĩ Stathis Bolakidas làm việc ở bệnh viện John S. Stronger Jr. của thành phố Chicago, bang Illinois, phản ánh nơi ông làm việc đã tiếp nhận tới 25 trường hợp bị tê cóng, frostbite, trong đó có những ca nặng phải cắt bỏ ngón tay, ngón chân bị hoại tử do lạnh.